Ukraine di tản 3.000 người tại vùng Donetsk. Nga cáo buộc Mỹ đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Trump có thể lật ngược tình thế sau vụ khám xét của FBI. Cuba đã kiểm soát được vụ cháy kho chứa dầu. Đức ghi nhận ca mắc độ mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em. Băng tan ở Thụy Sĩ để lộ nhiều thi thể người và xác máy bay. Nữ sinh 16 tuổi nhắn tin cầu cứu cha mẹ vì bị lừa sang Campuchia kỷ luật nhiều cán bộ bệnh viện Ninh Thuận vì sai kết quả nồng độ cồn của nữ sinh lớp 12. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày 10 tháng 8 của DKN TV. Cập nhật tin chiến sự tại Ukraine Thưa quý vị, theo Guardian, chính quyền Ukraine đã thực hiện việc sơ tán bắt buộc với ít nhất 3.000 dân khỏi khu vực Donetsk khi các cuộc giao tranh ở đây ngày càng leo thang. Đại diện văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, trong gần một tuần qua, hơn 3.000 công dân đã được sơ tán, trong đó có 600 trẻ em và 1.400 phụ nữ. Các cuộc sơ tán bắt buộc vẫn tiếp tục. Nguyên nhân chính khiến Kyiv thực hiện lệnh sơ tán bắt buộc là do chính phủ khó có thể cung cấp đủ nguồn năng lượng sưởi ấm cho dân cư trong khu vực vào những tháng mùa đông sắp tới khi xung đột vẫn diễn ra căng thẳng. Trong khi đó, Nga cáo buộc Mỹ đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo RT, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 9 tháng 8 cáo buộc Washington đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc chiến kéo dài gần nửa năm giữa Moscow và Kyiv. Bình luận của nhà ngoại giao Nga được đưa ra không lâu sau khi Mỹ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ đô la cho Ukraine. Đây là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ tới cho Kyiv kể từ khi Nga tiến đánh Ukraine hôm 24 tháng 2. Ông Antonov cáo buộc, động thái trên cho thấy Mỹ không định lắng nghe nguyên nhân và không muốn đóng góp cho một giải pháp hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng, và chỉ muốn kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt. Đại sứ Nga cũng khẳng định, những dự đoán rằng lực lượng Ukraine có thể làm kiệt quệ Nga và giành được chiến thắng nhờ vũ khí viện trợ của phương Tây là không thực tế. Ông cho rằng, việc chính phủ Ukraine tiếp tục tin vào kịch bản này sẽ dẫn tới có thêm nhiều người thương vong trong thời gian tới. Ông cảnh báo, Mỹ đang ngày càng bị cuốn vào cuộc xung đột, tiến gần đến ranh giới nguy hiểm trong cuộc đối đầu với Nga. Nhà ngoại giao Nga nói lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào khu vực dân cư ở vùng Donbass, cũng như đặt toàn bộ châu Âu vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng khi nhằm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye do Nga đang kiểm soát. Nga và Ukraine trong những ngày qua đang cáo buộc bên còn lại pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đồng thời cảnh báo về một kịch bản thảm họa nếu lò phản ứng của Zaporozhye bị đánh trúng. Trên chiến trường, Ukraine đang gia tăng sử dụng vũ khí phương Tây viện trợ để chặn đà tiến và thế áp đảo về hỏa lực của Nga. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ cho Ukraine có rocket cho hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS, vũ khí mà Kyiv đang sử dụng để phá hủy các mục tiêu quan trọng của Nga như kho đạn, kho nhiên liệu, đường tiếp tế hậu cần của Moscow như tuyến đường sắt, cầu bắc qua sông. Thưa quý vị, liên quan đến vụ FBI bất ngờ khám xét sinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ông Trump đã đảo ngược tình thế bằng cách nhắc tới việc FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Florida của mình trong tin nhắn và email đề nghị tài trợ từ người ủng hộ. Theo Reuters, ông Trump nói trong một email gây quỹ được gửi đi ngày 9 tháng 8, một ngày sau vụ khám xét rằng, một lần nữa họ lại đang cố gắng ngăn chặn Đảng Cộng Hòa và tôi. Sự vô pháp, thói bức hại chính trị cùng cuộc săn phù thủy cần bị vạch trần và ngăn chặn. Vụ khám xét chưa có tiền lệ của FBI đánh dấu bước leo thang đáng kể trong quá trình nhà chức trách liên bang điều tra việc liệu ông Trump có di chuyển trái phép tài liệu ra khỏi Nhà Trắng khi rời nhiệm sở hồi tháng 1 năm ngoái hay không. Cho tới nay, khi phát biểu trước công chúng, ông Trump tiếng nói có tầm ảnh hưởng nhất trong Đảng Cộng Hòa, vẫn hay nhắc tới ý tưởng tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024, nhưng chưa nói rõ ràng liệu ông có thực sự chạy đua hay không. Hiện cũng chưa rõ vụ khám xét hôm 8 tháng 8 có ảnh hưởng thế nào tới triển vọng chạy đua vào Nhà Trắng của ông Trump vào năm 2024. Vụ khám xét chỉ là một bước trong quá trình điều tra, không có nghĩa ông Trump sẽ nghiễm nhiên bị khởi tố hình sự hay kết tội. FBI sẽ không thể tiến hành vụ khám xét nếu không có sự phê chuẩn của một thẩm phán. Vị thẩm phán này cũng sẽ phải xác nhận việc có căn cứ khám xét hay không trước khi chấp thuận. Yêu cầu khám xét gần như chắc chắn cũng đã nhận được sự tán đồng từ giám đốc FBI Christopher Bray, nhân vật do ông Trump bổ nhiệm và cấp trên Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland, người do ông Biden bổ nhiệm. Trong quá khứ, các cuộc điều tra chính trị nhắm vào ông Trump chỉ càng củng cố hơn nữa vị thế của Tổng thống Mỹ thứ 45 trong mắt người ủng hộ. Vụ khám xét hôm 8 tháng 8 của FBI có nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa trong nền chính trị Mỹ, đất nước vốn đã chia rẽ với hàng triệu người tin vào cáo buộc gian lận bầu cử sai sự thật của ông Trump niềm tin của những người này rằng ông Trump bị đối xử bất công cũng có thể trở thành nhiên liệu cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 mà ông đang để mắt tới. Ông nói, một cuộc tấn công như thế chỉ có thể xảy ra ở các nước thứ ba đổ vỡ. Đáng buồn là nước Mỹ đã trở thành một nước như vậy, đồi bại ở mức chưa từng thấy. Họ thậm chí phá kết sắt của tôi. Từ một góc độ nào đó, tuyên bố của ông Trump giống như loạt súng mở đầu cho chiến dịch tranh cử Tổng thống mới, xoay quanh quan điểm ông bị các thế lực ẩn sâu hãm hại. Trước sự kiện này, đồng minh Đảng Cộng hòa của ông Trump tại Quốc hội Mỹ đã phản ứng dữ dội. Ông Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, thề sẽ điều tra Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trên Twitter, thượng nghị sĩ bang Florida Rick Scott đòi hỏi FBI phải giải trình những hành động hôm nay của họ và lý do là gì. Phản ứng tức thì ủng hộ ông Trump là tín hiệu từ sớm cho thấy cuộc điều tra của FBI sẽ đối diện sức ép chính trị rất lớn. Cuộc điều tra có thể bị ông Trump chỉ trích là bất công, từ đó giúp ông kêu gọi thêm cử tri đứng về phía mình trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Khi ấy, các đối thủ tiềm năng của ông Trump trong nội bộ Đảng Cộng hòa cũng có thể sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đoàn kết lại đằng sau chiến dịch của vị cựu tổng thống. Trong khi đó, mức độ ủng hộ phi thường mà ông Trump nhận được từ cử tri cấp cơ sở của Đảng Cộng Hòa khiến bất cứ chính khách nào muốn có tương lai gần như không thể đối đầu với ông. Và dường như là kể cả một cuộc điều tra với những chứng cứ bất lợi rõ ràng cũng không thể làm suy chuyển thái độ của họ đối với ông Trump nếu vị cựu Tổng thống biết cách phản ứng. Theo CNN, giới lãnh đạo Bộ Tư pháp và FBI rõ ràng hiểu được quyết định khám xét khu nghỉ dưỡng của ông Trump sẽ tạo ra dư chấn chính trị lớn tới mức nào. Cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe nói với CNN, đây là động thái mà toàn bộ giới lãnh đạo của cả hai cơ quan này sẽ phải lên kế hoạch, đánh giá và xem xét pháp lý từ mọi góc độ có thể. Cuba đã kiểm soát được vụ cháy kho chứa dầu Theo Reuters, hôm qua ngày 9 tháng 8, các nhân viên cứu hỏa Cuba cuối cùng đã khống chế được trận hỏa hoạn. Trong 5 ngày, trận hỏa hoạn đã phá hủy 40% cơ sở lưu trữ nhiên liệu chính và gây mất điện hàng loạt ở Cuba. Các nhân chứng của Reuters cho biết ngọn lửa bùng phát dữ dội tàn phá 4 bồn chứa dầu đã được dập. Những chùm khói đen dày đặc bốc lên đã giảm bớt và giờ chủ yếu là màu xám. Hôm 8 tháng 8, nhiều máy bay trực thăng đã tham gia nỗ lực dập lửa cùng với hai tàu cứu hỏa do Mexico gửi cùng với các thiết bị chữa cháy hạng nặng. Lính cứu hỏa Rafael Perez Garriga lo ngại đám cháy sẽ ảnh hưởng đến tình trạng điện trong nước. Ông nói, tình hình sẽ khó khăn hơn, dầu để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, thiếu hụt dầu có thể gây ảnh hưởng không nhỏ. Chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, cháy rất lớn và vì vậy chúng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của mình lúc này. Đến ngày 9 tháng 8, các nhân viên cứu hỏa đã vào được khu vực và phun bọt nước lên đám cháy âm ỉ. Ông Rolando Vecino, người đứng đầu Bộ phận Giao thông của Bộ Nội vụ, cho biết trên truyền hình nhà nước từ hiện trường, chúng tôi đã kiểm soát được ngọn lửa. Matanzas là cảng tiếp nhận dầu thô và nhập khẩu nhiên liệu lớn nhất của Cuba. Dầu thô nặng, dầu nhiên liệu và dầu diesel được lưu trữ tại Matanzas trong 14 bồn chứa khổng lồ, chủ yếu được sử dụng để tạo ra điện. Xét đánh vào một bồn chứa nhiên liệu vào tối mùng 5 tháng 8, sau đó lan rộng sang đến 4 bồn chứa vào mùng 8 tháng 8 kèm theo những vụ nổ lớn. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã rất nỗ lực dập lửa với sự hỗ trợ của hơn 100 quân tiếp viện từ Mexico và Venezuela. Các quan chức chưa cho biết bao nhiêu nhân liệu đã bị mất trong vụ hỏa hoạn. Các nhà chức trách tuyên bố rằng dầu không tràn ra vịnh Mantanzat gần đó. Tuy nhiên, họ vẫn cảnh báo những người dân ở xa như Havana đeo khẩu trang và tránh mưa axit từ khói lớn do đám cháy tạo ra. Cập nhật tin tức về dịch bệnh Đức ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em Thưa quý vị, theo thông tấn xã Việt Nam, Viện Robert Koch, RKI về các bệnh truyền nhiễm ngày 9 tháng 8 cho biết Đức đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em. Theo RKI, bệnh nhân là một bé gái 4 tuổi sống chung nhà với hai người lớn cũng mắc đậu mùa khỉ. Hồi tuần trước, Đức cũng ghi nhận các trường hợp mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ vị thành niên từ 15 đến 17 tuổi. Sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên hồi tháng 5, đến nay Đức đã ghi nhận tổng cộng 2.982 trường hợp. RKI đánh giá nguy cơ của bệnh với sức khỏe cộng đồng tại Đức hiện khá thấp, khi phần lớn các ca mắc không trở nặng dù vẫn theo dõi sát tình hình. Hiện nguồn vaccine phòng động mùa khỉ tại Đức chưa đủ cung cấp cho cộng đồng, khi chỉ còn 40.000 liều dự trữ. Chính phủ Đức đang đặt hàng thêm 200.000 liều nữa dự kiến sẽ được chuyển giao trong quý thứ ba năm nay. Ở một diễn biến khác, Thưa quý vị, sông băng ở dây Anper bị tan chảy do nhiệt độ cao, vô tình khiến các nhà leo núi phát hiện ít nhất hai bộ hài cốt cùng một xác máy bay đã thất lạc trong hơn nửa thế kỷ. Guardian đưa tin, cảnh sát xác nhận hôm 8 tháng 8, hai nhà leo núi người Pháp đã phát hiện bộ xương người vào ngày 3 tháng 8 khi đang khám phá sông băng Chechen ở bang Valas, Thụy Sĩ. Dựa trên những gì còn sót lại từ bộ hài cốt, ông Dario Anden Martin, quản lý nhà nghỉ Britannia H trên dây Anper cho rằng người này có thể chết vào khoảng những năm 1970 hoặc 1980. Tuần trước, một bộ hài cốt khác được phát hiện ở sông băng Stockji gần khu nghỉ dưỡng Jermatt trên núi Mattenhorn. Cảnh sát cho biết đã bắt đầu phân tích ADN hai bộ hài cốt trên và quá trình này có thể mất thêm vài ngày. Cảnh sát ở dãy Anper vẫn giữ danh sách khoảng 300 người mất tích kể từ năm 1925. Truyền thông Đức cho rằng bộ hài cốt ở sông băng là của tỷ phú Khan Erivan Hock, người đã mất tích khi trượt tuyết vào tháng 4 năm 2018 và được tuyên bố đã chết vào năm 2021. Tuy vậy, nhà leo núi phát hiện bộ hài cốt trên nói rằng tìm thấy quần áo màu neon theo phong cách thời trang những năm 80. Trước đó, vào đầu tháng 8, hướng dẫn viên leo núi Dominic Nelan đã phát hiện mảnh vỡ của một máy bay được xác định đã rơi vào năm 1968. Dãy Alper ở Thụy Sĩ đang trải qua hai đợt nắng nóng gay gắt, khiến các con sông băng bị tan chảy. Hồi tháng 7, giới chức Thụy Sĩ khuyến cáo những người leo núi tránh xa khu vực Matterhorn khi nhiệt độ nơi này cao bất thường, gần 30 độ ở khu nghỉ dưỡng Zermatt. Chuyển sang phần tin trong nước, Nữ sinh 16 tuổi nhắn tin cầu cứu cha mẹ vì bị lừa sang Campuchia. Mới đây, ông Bùi Đức Nghĩa, sinh năm 1972, quê ở tỉnh Quảng Nam, ngụ ở thành phố Thủ Đức, đã gửi lời khẩn cầu đến các cơ quan chức năng, báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh để nhờ tìm và giải cứu nữ sinh Huỳnh Thị Khiết Sang, cháu gái của ông Nghĩa, 16 tuổi ở xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nghi bị kẻ xấu lừa bắt sang Campuchia. Cùng thời điểm này, cha mẹ của Sang cũng đang cầu cứu cơ quan chức năng ở quê phối hợp giải cứu nữ sinh này. Theo ông Nghĩa, sau khi học hết lớp 9, em Sang xin làm phục vụ quán ăn ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngày mùng 5 tháng 8, một số người đã rủ Sang vào thành phố Hồ Chí Minh chơi và thực tập nghề đầu bếp. Sau đó Sang gọi điện về cho cha mẹ để xin phép vào thành phố Hồ Chí Minh, thấy ở thành phố Hồ Chí Minh có người thân là ông Nghĩa nên cha mẹ đã đồng ý cho Sang đi. Sang cùng một nhóm đi xe khách 5A vào thành phố Hồ Chí Minh trong suốt hành trình Sang đều giữ liên lạc với gia đình. Tuy nhiên đến 21 giờ cùng ngày, gia đình mất liên lạc với Sang. Đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 8, cha mẹ Sang mới nhận được tin nhắn cầu cứu của con gái từ Campuchia. Họ nhanh chóng gửi đơn trình báo về công an huyện Tiên Phước, công an tỉnh Quảng Nam. Ông Nghĩa cho biết khi liên lạc với gia đình, Sang nói đến quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì được chuyển qua một ô tô loại nhỏ hơn tiếp tục hành trình. Trên đường đi, Sang chụp lại hình ảnh khu vực đã đến. Một vài vị trí xác định là tỉnh An Giang và tin nhắn cuối cùng được định vị đang ở Campuchia. Gia đình lo lắng cho tình hình của em Sang nên cầu cứu khắp nơi, mong con mình sớm được giải cứu. Kỷ luật nhiều cán bộ bệnh viện Ninh Thuận vì sai kết quả nồng độ cồn của nữ sinh lớp 12. Chiều ngày 9 tháng 8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, Hội đồng kỷ luật của đơn vị đã họp để xem xét hình thức kỷ luật cá nhân liên quan đến sai sót y khoa khi tiến hành xét nghiệm nồng độ của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, ngụ ở thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, là nữ sinh lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Theo đó, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận chia ra nhóm gián tiếp và trực tiếp liên quan đến sai sót y khoa nói trên đối với nhóm gián tiếp hội đồng kỷ luật thống nhất kỷ luật bằng hình thức hạ bậc thi đua theo quy chế thi đua khen thưởng của bệnh viện nhóm còn lại liên quan trực tiếp từ khâu xét nghiệm trả kết quả của em hồ hoàng anh hội đồng kỷ luật thống nhất kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với kỹ thuật viên trực tiếp là mẫu xét nghiệm nồng độ cồn còn trưởng khoa hóa sinh vi sinh và kỹ thuật viên trưởng của bệnh viện bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ngoài ra hội đồng kỷ luật đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với người trực tiếp ký trả kết quả đã vi phạm lỗi thiếu xem xét duyệt kết quả trả theo quy trình bệnh viện đã ban hành và nhân viên nhập kết quả đã thiếu kiểm soát không phát hiện ra nồng độ cồn bất thường ông thái phương phiên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận cho biết đây là sai sót của cá nhân khi không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của đơn vị ban hành do vậy theo ông phiên hội đồng kỷ luật không xem xét hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo bệnh viện Liên quan đến vụ việc, hôm 4 tháng 8, ông Thái Phương Phiên đã trực tiếp đến nhà thắp hương xin lỗi gia đình và nhận trách nhiệm vì để xảy ra sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ của em Hồ Hoàng Anh. Ngày 7 tháng 8, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không Không quân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Thanh Hóa, ngao chết chất đống trên bờ biển dài 3 km. Ngày 9 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã phối hợp với ngành chức năng để làm rõ nguyên nhân hàng tấn ngao chết, trôi giạt chất thành đống dọc bờ biển dài khoảng 3 km ở phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn. Nhiều ngày qua, người dân phường Hải Lĩnh khi ra biển đánh bắt hải sản, phát hiện ngao tự nhiên chết bất thường trôi giạt vào bờ. Ngao chết chỉ còn vỏ, không có mùi hôi thối và chất thành đống kéo dài khoảng 3 km. Hiện tượng ngao chết cũng xảy ra tương tự ở các phường Hải Lĩnh, Hải An, Hải Hòa, Tân Dân, thị xã Cửa Lò lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hải Lĩnh cho biết, ngao chết chủ yếu là ngao giấy, màu hồng sống gần bờ. Hiện tượng xảy ra giải rác hơn 10 ngày qua, đến sáng nay lượng ngao chết bị sóng đánh vào bờ nhiều bất thường. Nguyên nhân được cho là do nước lũ về khiến môi trường nước thay đổi đột ngột hoặc do ô nhiễm môi trường nước. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu phân tích, tìm nguyên nhân. Đề xuất xây sân bay dân dụng quân sự rộng gần 250 ha ở Sơn La Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa trình chính, chính phủ, Thủ tướng việc đầu tư xây dựng cảng hàng không Nà Sản trên nền sân bay cũ dùng chung khai thác dân dụng và phục vụ mục đích quân sự. Theo tờ trình, tỉnh Sơn La đề xuất xây cảng hàng không Nà Sản tại huyện Mai Sơn trên nền sân bay cũ với diện tích khoảng gần 250 ha, mở rộng thêm hơn 78 ha. Việc đầu tư sẽ được chia làm hai giai đoạn, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1, tỉnh đề xuất xây dựng cảng hàng không Nà Sản đạt cấp 4C theo phân cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO và sân bay quân sự cấp 1 đạt công suất 1 triệu hành khách trên một năm. Giai đoạn 2, mở rộng các hạng mục sân bay để đạt công suất 2 triệu hành khách một năm, bảo đảm phù hợp với quy hoạch sau năm 2030. Về quy mô, sân La đề xuất xây dựng đường cất hạ cánh có kích thước 2.600 x 45m, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và các máy bay quân sự Su-27, Su-30MK. Sân đỗ máy bay nằm phía Bắc có khả năng đáp ứng cho 5 máy bay A320, 321, hệ thống tín hiệu dẫn đường, khí tượng, nhà ga hành khách có diện tích 3.000m2, đài kiểm soát không lưu, vân vân. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án lên tới hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 cần hơn 2.500 tỷ đồng. Dự án áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc xây dựng, quản lý và vận hành, bảo đảm năng lực khai thác đồng bộ theo tiêu chuẩn an toàn, thuận tiện, chất lượng. Một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên xếp chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.